Lớp học hắc ám. Lớp chúng ta hôm nay có bạn học mới, đề nghị chúng ta quan hôn. Con này chắc đầu gấu ở trường kia, cho nên bị đuổi học chứ gì. Ờ đại ca, nhìn cái mặt nó anh chị ghê ha. Tôi ngồi đây được không? Ờ được được, ngồi đi ngồi đi. Ê, mấy bữa nay ngồi chung nano vui quá rồi quên ta luôn phải không? Trời ơi, có gì vui đâu. Mà em thấy ớn lạnh à. Mày bớt có khùng đi. Tao cho mày coi cái này nè. Wow, iPhone 15 Pro Max luôn. Đại ca sướng quá à. Ước gì em cũng có. Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi nhảy. Lớp chúng ta sẽ bầu ra bạn nào nhảy đẹp nhất đi thi. Các em bình chọn đi. Mình có thể tự đề cử mình không? Mà thôi để khỏi mất thời gian, bành trước đi thi đi. Bích Tú nhảy đẹp hơn mà. Cô kêu nó đi. Em cứ thi đi, phần thưởng rất là giá trị đó. Vậy nha, cả lớp tan học. Lần này nhất định mình sẽ giành được phần thưởng để làm quà bất ngờ cho Bích Tú. Bích Tú, mày phải giúp tao đó. Ok đại ca. Tại sao là nó mà không phải mày? Thì tại đại ca giỏi hơn tao chứ sao. Ê, mẹ tao mới mua tao nhiều váy mới lắm nè. Để tao học nhảy đó. Tao mặc xong cho mày nha. Wow, đẹp quá đại ca. Mẹ tao còn cho tiền tao mua dàn nhạc nữa. Bỏ trong túi nè. Mai mày qua dạy tao nha. Ok. Sao tiền trong túi nó đâu mất rồi? Chẳng phải hồi sáng chị bỏ trong túi sao? Nhưng mà hồi sáng chỉ có một mình Bích Tú biết mình mang theo tiền. Chẳng lẽ... Đừng có nói là đại ca nghi ngờ em nha.